Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Manitas sẽ nổ thêm 2 bom tấn với một điều kiện. Manchan khẳng định Varane không cần thời gian để hòa nhập. Solskjaer đã biết đâu là bom tấn tiếp theo của MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Manitas sẽ nổ thêm 2 bom tấn với một điều kiện. Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có ý định dừng chiêu mộ lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mới đây, phóng viên Richard Fay của Manchester Evening News chia sẻ, theo quan điểm của câu lạc bộ, họ rất hài lòng với Sancho và Varane, nhưng Manchester cũng không giấu giếm rằng họ muốn bổ sung thêm nếu có thể. MU đang tìm kiếm một hậu vệ phải khác để cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka, người không thể cài ải liên tục trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ quan tâm đến Kieran Trippier, mặc dù Atletico Madrid đang đưa ra mức phí lớn hơn nhiều so với mức mà Manchester sẵn sàng trả. Họ cũng sẽ ưu tiên một tiền vệ phòng ngự mới, nhưng điều cần lưu ý là kế hoạch chiêu mộ bản hợp đồng mới đều dựa vào việc bán cầu thủ trước. Về mặt doanh số, nó khá tiêu cực, Manchester vẫn bị dư thừa lực lượng. Họ chiêu mộ thêm 2 ngôi sao mà vẫn còn nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch đang ở lại. Jesse Lingard chắc chắn phải được trả bằng tiền mặt sau thời gian cho mượn tuyệt vời với West Ham, và những người như Andres Pereira thì không có kế hoạch để sử dụng. Manchan khẳng định Varane không cần thời gian để hòa nhập. Tiền đạo Anthony Martial vừa có những chia sẻ chào đón người đồng hương Varane tại MU. Tân binh mới chuyển tới Old Trafford đã có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới. Tuy nhiên, theo Martial, Varane sẽ không mất thời gian để hòa nhập với lối chơi của Quỷ Đỏ, với đẳng cấp và kinh nghiệm có thừa của trung vệ người Pháp. Xác nhận 90% tương lai của cơn lốc đường biên Manchester. Sau khi Manchester kích nổ bản hợp đồng bom tấn Jadon Sancho, tương lai của tài năng trẻ Amad Diallo đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục danh hiệu mùa này, đồng thời đảm bảo quá trình phát triển của Diallo đúng theo dự định, ban lãnh đạo Manchester buộc phải tìm kiếm biến đỗ giúp ngôi sao 19 tuổi tu nghiệp. Theo Fabrizio Mano, cả Basel và Crystal Palace đều đang dành cho Diallo sự quan tâm đặc biệt. Chia sẻ với The United Stand, nhà báo người Ý tiết lộ, tôi đề cập đến Basel và Crystal Palace bởi vì tôi được biết đây là hai câu lạc bộ đang thúc đẩy việc ký hợp đồng với cậu ấy, đặc biệt là Basel. Nhưng tôi nghĩ cầu thủ này muốn thử điều gì đó ở các quốc gia khác nhau, ở các giải đấu khác nhau. Có thể ở Premier League hoặc thậm chí có thể là Bundesliga vì các câu lạc bộ Đức cũng đang cố gắng chiêu mộ Amad Diallo. Hiện tại, cậu ấy vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định nhưng cậu ấy sẽ sớm ra đi theo dạng cho mượn, thông tin xác thực 90%. MU săn báu vật League One. Theo báo cáo của Football Insider, Manchester United là một trong những câu lạc bộ hàng đầu ở Premier League đang tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Mbappe, Matsasa, tiền vệ trẻ thuộc bên trên Mets. Mùa trước, Sao Mai, 18 tuổi đã có được những bước tiến thực sự mạnh mẽ, anh ra sân 25 lần tại League One và đóng góp 4 bàn thắng. Được biết, Man United phải cạnh tranh với Chelsea và Manchester City trong thương vụ này. Về phía Mets, họ được cho là muốn thu về một khoản tiền đáng kể từ ngôi sao người Senegal để ổn định tình hình tài chính của câu lạc bộ. Cụ thể, 28 triệu bảng có thể là mức phí chuyển nhượng dành cho Sa. West Ham đã lên kế hoạch mua đứt Jesse Lingard. Sau quãng thời gian bùng nổ trong mùa trước với 9 bàn thắng trong 16 lần ra sân, West Ham lập tức đã lên kế hoạch mua đứt Jesse Lingard ở kỳ chuyển nhượng hiện tại. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì The Hammer và Man United vẫn chưa đạt được tiến triển trên bàn đàm phán. Về phía West Ham, mới đây thủ môn của họ đã gửi một lời nhắn công khai đến Lingard nhằm kêu gọi tiền vệ này trở lại London. Thông qua trang Twitter, cầu thủ người Ireland thổ lộ, Jesse Lingard, tôi sẽ sớm gặp lại cậu tại Rose Green để tập luyện, cậu biết rằng bản thân mình cũng muốn như thế mà. Về phía Man United, tuy huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer liên tục khẳng định Jesse Lingard vẫn nằm trong kế hoạch của ông, nhưng một số nguồn tin cho hay Quỷ Đỏ sẵn sàng bán đứt tiền vệ 27 tuổi nếu mức phí mà họ yêu cầu được đáp ứng. Được biết, con số này rơi vào khoảng 25 triệu bảng. MU bán hai cầu thủ. Sau khi hoàn tất hai bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá Jadon Sancho và Raphael Varane, Manchester đang gấp rút để thanh lọc đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Dự kiến trong ít ngày tới, Quỷ Đỏ sẽ chia tay với hai cái tên gồm Andres Pereira và Brandon Williams. Trong buổi tập của MU hôm qua, Pereira đã không có mặt. Cầu thủ người Brazil được cho là đã đồng ý gia nhập Flamengo theo dạng cho mượn thời hạn 1 năm. Hai câu lạc bộ đang đàm phán về việc trả lương cho Pereira và điều khoản mua đứt cuối mùa. Đối với Brandon Williams, nhiều khả năng anh sẽ gia nhập Norwich. Mặc dù Southampton, Leverkusen và Newcastle đều đánh tiếng muốn mượn Williams từ MU, nhưng Norwich mới là những người chiếm ưu thế hiện tại. Loạt sao MU sắp được thưởng lớn. Bruno Fernandes đang nhận mức lương 100.000 bảng mỗi tuần, khoản thù lao kém xa so với nhiều đội đồng đội khác.
xôn xao muốn các bản hợp đồng phải phản ánh đúng giá trị của cầu thủ. Thế nên ông mong lãnh đạo MU sớm trọng thưởng Bruno Fernandes và 4 nhân tố khác bằng những giao kèo mới hậu hĩnh. Theo The Sun, đội trưởng Harry Maguire, Mark Rashford và Luxor cũng sẽ nhận được những hợp đồng kèm mức lương mới. Trong khi các cuộc đàm phán gia hạn Pogba vẫn đang diễn ra, hiện bộ ba Maguire, Rashford cùng Son đều kiếm dưới 200.000 bảng mỗi tuần. Son Sa hy vọng họ cùng Bruno Fernandes sẽ được nâng lương lên từ 250.000 bảng đến 300.000 bảng mỗi tuần. Giao kèo hiện tại của thủ quân Maguire còn thời hạn đến năm 2025, trong khi đó hợp đồng giữa Rashford và Luxor vừa tới với MU sẽ kết thúc vào hè 2023, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm khác. Trường hợp Pogba tạo sức ép nhiều hơn lên ban lãnh đạo bởi tiền vệ người Pháp chỉ còn thời hạn 11 tháng hợp đồng. Pogba được phép tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh kể từ đầu năm 2022. Nếu không thể thuyết phục cầu thủ 28 tuổi này ký tiếp, MU sẽ đối diện nguy cơ mất trắng Pogba. Son Sa vốn giữ một quan hệ tốt với cậu học trò nên hy vọng câu lạc bộ có thể giữ chân Pogba để phục vụ cho tham vọng lâu dài. Son Sa đã biết đâu là bom tấn tiếp theo của MU. Việc McTominay bộc lộ khả năng hỗ trợ tấn công tốt là một trong những yếu tố mà truyền thông Anh Quốc nhận định. Tiền vệ này chắc chắn sẽ rất hợp với hệ thống chiến thuật của Son Sa, đặc biệt là khi Quỷ Đỏ chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3. Man United thời gian qua nhắm đến một số tiền vệ trung tâm tiềm năng ở châu Âu, trong đó nổi bật có Ruben Neves, Declan Rice và Eduardo Camavinga. Ba gương mặt này đều là những mè quét ở khu trung tuyến với thiên hướng chơi phòng ngự. Vì lẽ đó, nếu một trong ba cái tên cập bến Old Trafford và McTominay được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, chắc chắn tiền vệ người Scotland sẽ càng thăng hoa và bùng nổ hơn nữa. Rất có thể, vì Scott McTominay đã cho Son Sa thấy được những phẩm chất đỉnh cao để phát triển như một tiền vệ trung tâm mang thiên hướng tấn công, Quỷ Đỏ sẽ nhắm đến việc chiêu mộ thêm một tiền vệ phòng ngự thời gian tới. MU hội tụ đủ yếu tố giành danh hiệu ở mùa giải 2021-22. MU đón chào sự trở lại của các cổ động viên trên khán đài sân Old Trafford bằng một chiến thắng ấn tượng 5-1 trước đối thủ khó chơi Leeds United trong khuôn khổ vòng 1 giải Ngoại hạng Anh. Cú hat-trick đầu tiên của Bruno Fernandes, 4 đường kiến tạo đi vào lịch sử của Pogba, trận đấu đầu tiên của Jadon Sancho và màn ra mắt bất ngờ của Raphael Varane, tất cả đều được diễn ra tại Old Trafford dưới sự chứng kiến của gần 75.000 khán giả. Mùa giải trước, thành tích sân nhà của MU vô cùng tệ hại, đó là một trong những lý do MU hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City. Những thất bại trước Crystal Palace và Sheffield United hay thảm bại 1-6 trước Tottenham đều đáng quên. Tottenham từng được coi là pháo đài, khi đó lại trở thành nơi đội khách tin rằng họ có thể ra về với ít nhất một điểm. Tầm quan trọng của sự hiện diện nơi người hâm mộ là không phải bàn cãi. Đại kình địch của MU, Liverpool từng bị cắt đứt chuỗi 68 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà Anfield tại Ngoại hạng Anh mùa trước khi để thua Burnley với tỷ số 0-1. Các cổ động viên không chỉ đóng góp tiếng nói mà còn đóng góp phần tạo nên thành công của một đội bóng. Dù vậy, giờ đây, người hâm mộ đã được phép tới sân không giới hạn và mỗi trận đấu tại nhà hát của những giấc mơ, MU đều được đón tối đa hơn 75.000 người. Old Trafford là sân đấu có sức chứa lớn nhất Ngoại hạng Anh và Quỷ Đỏ sẽ có điểm tựa sức mạnh về mặt tinh thần cực lớn. Huấn luyện viên Son Sa và các cầu thủ thường xuyên nhấn mạnh về tầm quan trọng của cổ động viên, thi đấu trên sân không có khán giả rõ ràng khiến cả hai đội giảm đi sự nhiệt huyết thường thấy. Rõ ràng, các cổ động viên chính là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Nếu có thể tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc trên sân khách như mùa trước, cộng thêm tích lũy điểm số tối đa trên sân nhà, MU sẽ đứng trước cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Son Sa chưa đem bất kỳ danh hiệu nào về với đội bóng áo đỏ và đây là lúc để ông làm điều đó. Tại sao Yves Bissouma là mảnh ghép còn thiếu của Quỷ Đỏ? Về mặt lý thuyết, MU đang có một hàng tiền vệ rất dày với Bruno Fernandes, Pogba hay Scott McTominay, Fred, Matic và Van de Beek. Ngoại trừ Pogba và Fernandes, các tiền vệ còn lại của MU đều không được đánh giá cao về khả năng sáng tạo. Van de Beek là mẫu tiền vệ thích xâm nhập vòng cấm, di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội. Fred và Scott McTominay là những cầu thủ thiên về phòng ngự, gây sức ép. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng của Fred và Scott McTominay ở những trận đấu lớn. Đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn cần có sự nâng cấp ở tuyến giữa khi mà họ đang thiếu một tiền vệ toàn diện có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Yves Bissouma sẽ là lựa chọn không tồi cho MU khi mà cầu thủ 24 tuổi này được đánh giá rất cao trong những mùa giải gần đây. Bissouma là một tiền vệ hoàn toàn diện, có khả năng phòng ngự và tấn công tốt. Bissouma thích tranh cướp bóng, không ngần ngại thực hiện những pha tắc bóng. Ngoài ra anh còn có thể cầm bóng hướng về phía trước và thực hiện những cú sút xa. Nếu so với Kanté ở mùa giải trước, Bissouma còn vượt trội ở những khía cạnh như ghi bàn, sút bóng, chuyền bóng, đánh chặn, tắc bóng và phá bóng giải nguy. Thống kê cho biết, Bissouma có tổng số pha tóc bóng và đánh chặn nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Brentford mùa trước. Có lẽ do thi đấu ở đội bóng nhỏ là Brighton nên Yves Bissouma ít xuất hiện trên các mặt báo, nhưng điều đó không có nghĩa là các tuyên trạch viên của các đội bóng lớn bỏ sót cầu thủ này.
ở tuổi 24, Bissouma vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Cầu thủ này được xem là phiên bản nâng cấp của Fred. Anh có thể làm tất cả những gì giống như tiền vệ người Brazil nhưng với chất lượng tốt hơn. Bissouma còn có năng lượng và khả năng chơi bao sân tốt như Scott McTominay, khả năng đi bóng và thoát pressing của Bissouma cũng là rất ấn tượng. Mức giá của Bissouma chỉ rơi vào khoảng 40 triệu bảng, ít hơn so với số tiền mà MU bỏ ra để mua Fred về cách đây 3 năm. Cầu thủ người Mali rõ ràng là mục tiêu mà MU cần hướng tới khi thị trường chuyển nhượng hè 2021 sắp đóng cửa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!